và xem những sản phẩm của Vinh Văn Lộc bạn muốn mua một cái sản phẩm nào bạn muốn tìm hiểu về cái sản phẩm nào thì hãy comment hãy cho Lộc biết về cái sản phẩm mà bạn muốn tìm kiếm nhé Xin chào các bạn, xin chào các bạn đến với một cái video tuyệt vời ngày hôm nay Đó là mình sẽ giới thiệu với các bạn về một cái sản phẩm người ta Một cái sản phẩm mà người ta gọi là cốm trí não Cốm trí não Mình là người Hải Phòng nên đôi khi là Nói cái từ trí và cái từ não này này Đôi khi là rất là khó phát âm Bởi bị... vì người Hải Phòng là bị ngọng chữ N và chữ L cao cho nên là trước chữ n là cao hay chữ n là thấp mà lại có một cái chữ cong nữa như chữ trí này thì thật sự là chuyển lưỡi nó hơi khó không hiểu sao người hải phòng lại bị cái nỗi này cốm trí não cốm trí não g brand thì giá bán của nó là 600.000 trăm giá cũ của nó là gần một triệu thì không hiểu sao là các bạn sẽ học đặt ra vấn đề là cái cốm này tác dụng gì cho trí não mà nó lại bán giá đắt như vậy thì cốm này được miễn phí ship toàn quốc và nhà cung cấp của nó là công ty trách nhiệm hữu hạn Medista Việt Nam Medista Việt Nam cốm này là cốm chi não bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho bộ lão của trẻ nhỏ đó các bạn có muốn con cái bạn thông minh không đúng không 30 tuổi 35 tuổi 40 tuổi các bạn mới sinh là một đứa con nhá thì với một cái tuổi tác đã cao và sinh một đứa trẻ thì cái việc uống cốm cho cháu là một điều rất là cần thiết cho con nói chung thì các bạn 18 19 đôi mươi 25 tuổi trở xuống và sinh con thì lúc đấy là cái khí chất của con người nó còn tươi trẻ còn khỏe thì con cái các bạn sinh ra nó sẽ khỏe mạnh sẽ vững mạnh đúng không ạ thì cái cốm trí não này có thể bổ sung nó vừa cân lượng nó ít hoặc là vừa đủ thế còn các bạn mà đã tuổi đã cao đúng không ạ thì thông thường là để con ra thì đứa con nó thường 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 từ vì các bạn tuổi cao rồi đúng không thường là nó hơi kém về so với cái, cái, những người mà sinh con ở cái tuổi còn trẻ thì chúng ta phải bổ sung cho con cái của mình rất nhiều các cái bên ngoài các cái bên ngoài như là cái cốm trí não này và rất nhiều các vấn đề khác và rất nhiều các thứ khác mà chúng ta phải phải bổ sung nữa thì cái cốm trí não chi vào này phát triển toàn bộ toàn diện cái não bộ thị giác miễn dịch và sự tăng trưởng của bé trong những năm đầu đời Đây là điều rất là quan trọng Ngoài sự phát triển bộ lão ra thì nó còn bổ sung omega 3 để thực hiện những uh, miễn dịch tăng kích thích uh, Học hỏi từ tư, tư duy giúp bé nó khỏe mạnh Thành phần của cốm chín não brain này sẽ bao gồm là tạo pizulia chiết xuất từ quả ốc chó bột yến mạch có dry n3 có dha 11d chiết xuất cúc tím có cholesterol, có kẽm, có để tăng miễn dịch, có vitamin A để tăng kích thích tư duy và sáng mắt, B1 và B6 tăng sức đề kháng và cũng như là khả năng kích thích não bộ hoạt động. Công dụng của nó là giúp cho công dụng chính là giúp bổ sung DHA và các vitamin thiết yếu để hỗ trợ phát triển não bộ của bé, phát triển não bộ của bé, hỗ trợ tăng cường đề kháng và tăng cường sức khỏe, giúp có khả năng tăng tập trung và khả năng học tập giúp trẻ tiếp thu nhanh hơn, hỗ trợ trí nhớ, giúp nhớ lâu hơn, khả năng tiếp thu nhanh hơn, rồi là khả năng vận hành những gì đã học, Đó. tư duy. Khối lượng của nó là có 30 gói, mỗi gói 3 gram trong một hộp. Trẻ từ 2 đến 6 tuổi nó sẽ có một gói trên một lần. Đấy. Còn trẻ từ 7 đến 12 tuổi sẽ uống một gói một lần. Thì mỗi ngày này uống hai lần. Đó. Một gói một lần nhưng mỗi ngày uống hai lần. Đó. Trẻ 12 tuổi thì cũng uống một gói một lần nhưng một ngày uống ba lần. À, bởi vì là đứa là nó càng lớn thì nó hấp thụ càng mạnh hấp thụ càng mạnh đứa nào càng lớn thì khả năng hấp thụ của nó có thể hấp thụ được thì người ta cho nó uống nhiều hơn Thế còn đứa bé thì người ta cho uống ít hơn đó. tùy theo các bạn muốn cho các bạn uống bao nhiêu đó, đây và có người chị em chúng ta rất là quen mặt đó là Lâm Vi Dạ đúng không ạ? Lâm Vi Dạ và con trai đứng ra làm thương hiệu cho cái sản phẩm này đứng ra làm thương hiệu cho sản phẩm này thì anh chị em có thể yên tâm cho con cái mình oh, uống cái sản phẩm này, một cái sản phẩm được bán ra thị trường và được công ty nào đó bảo trợ thì các bạn phải đảm bảo rằng là tất cả các giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm, về chất lượng, về cam kết tất cả các thứ đều phải được, đều phải được các bộ y tế rồi là các dấu rồi là các viện rồi là các nơi người ta đã kiểm soát rồi, đúng không ạ? Thì chia sẻ với anh chị em một cái sản phẩm rất là tuyệt vời như thế này để anh chị em có thể dùng cho con trẻ, cho con cái của mình à, và nhớ là sản phẩm này chúng ta sẽ dùng trước khi ăn 15 phút trước khi ăn 15 phút à, trước khi ăn 15 phút và dùng tốt nhất là chúng ta sẽ dùng vào các lúc của buổi sáng buổi sáng chúng ta con cái chúng ta dậy hấp thu rất tốt chúng ta nên dùng vào buổi sáng đặc biệt phải dùng buổi sáng chúng quy là tùy theo tùy theo các bạn cảm nhận các bạn cho con cái bao nhiêu tùy theo mà cái mức mức tài chính kinh tế của gia đình nữa rồi tùy theo là con cái các bạn nó phù hợp rồi là uh, cân nặng rồi là các thứ các bạn kiểm tra sức khỏe nó và nó phù hợp với cái bao nhiêu thì ta sẽ sử dụng cái cốm trí não này nó tương ứng với cái tình trạng của bé nhà mình đúng không ạ thì uh, giới thiệu các bạn cái sản phẩm tuyệt vời như uh, giới thiệu các sản phẩm các bạn cốm trí não bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng chi tuyệt vời như này thì rất mong là các bạn sẽ ủng hộ và sẽ uh, dùng sản phẩm qua cái đường link bên dưới ở trong cái mô tả của video này và sẽ ủng hộ mình Và đó là cái điều mà Lộc rất cảm ơn Và Lộc rất thật sự rất hạnh phúc Rất vui mừng khi được tất cả các quý khách hàng Giúp đỡ, ủng hộ từ Trong suốt thời gian vừa qua Các bạn nhớ là sản phẩm này là gần 600.000 Và một hộp của nó là 30 gói Mỗi gói là 30mg Và mỗi lần các Anh chị em cho Trẻ con uống là uống một gói thôi Và tuổi đời nó còn ít đấy. Thì anh chị em uống một gói thôi một gói vào lúc buổi sáng thôi và nhớ là nó vận chuyển miễn phí toàn quốc rồi mình xin cảm ơn các bạn rồi hẹn gặp lại các bạn ở một cái video tiếp theo một cái video khác cảm ơn các bạn nhé goodbye